Vũ xin chào cả nhà, và hôm nay là ngày cuối tuần. Vũ xin chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình, và đặc biệt là mọi người có thật là nhiều sức khỏe và nhất là sức đề kháng để chống lại cái con Covid khó chịu. Gấp này quá, bây giờ làm lại nè, làm lại nha. Cái gì? Làm lại, quay lại nè. Nãy giờ mình không quay đúng không? Ủa nãy giờ mình like hả? À? Quên. Đùa. Ủa, có like thiệt hả? Like mà, giỡn cho vui thôi. MC hay ha, em vừa Ngọc Thuận là vừa MC nè, rồi vừa quay phim nè, rồi vừa biên kịch luôn, rồi lâu lâu quẻ Quốc luôn. Và món hôm nay á, Quốc muốn chia sẻ với mọi người hai cái món này. Thì một món á là cái món của người Huế, đó là món bò sáo. Thì cái món bò sáo này á, mình ăn với lại bánh ướt nè, mình ăn với bún nè, thậm chí mình ăn với cơm luôn cũng được luôn. Hoặc là mình có bánh hỏi mình chấm vào mình ăn cũng rất là ngon. Nói chung cái món bò sáo này nó hơi hơi giống giống cái kiểu là bò kho mà mình ăn, nhưng mà nấu thì cái vị kiểu của Huế, trong đó nó có cái mắm ruốc của Huế. Và đặc biệt hôm nay thì Quốc muốn giới thiệu đến mọi người một cái loại gia vị. Thì cái này của Ly Cơm Ki nó gọi là five cream sauce, cream bát á. Thì cái này á là nó y chang như là mắm ruốc Huế của mình luôn. Thì năm cách đây 3 năm thì Quốc tự Quốc đang làm, Quốc có làm, Quốc làm cho Ly Cơm Ki, Quốc làm đại diện cho Ly Cơm Ki, nên là được mời sang Hồng Kông thì đi thăm nhà máy của Ly Cơm Ki ở Hồng Kông nè, với lại ở Quảng Châu. Thì tới nơi thì họ có dẫn vô một cái chỗ làm mắm ruốc. Thì Quốc thấy cái cách họ làm mắm ruốc á làm rất là thủ công luôn, không có máy móc gì hết, làm rất là thủ công, cũng là ruốc rồi xong cho những cái thau, rồi xong mà lấy cái nắp cái kính đậy lên, rồi xong mà dùng ánh nắng để cho ruốc nó chín đó. Thì họ mới nói là cái mắm ruốc này là họ có là cùng lúc với lại dầu hào, đó là họ có rất là lâu rồi, là một trăm mấy chục năm nay rồi đó. Thì không biết là mắm ruốc Huế mình có trước hay là cái này có trước. Tuy nhiên thì cái nào nó cũng ngon. Thì nhưng mà cái loại này á, thì được một cái là mình ở nước ngoài á, thì Quốc có rất là nhiều học viên ở nước ngoài, thì ở nước ngoài thì rất là dễ dàng mua được cái loại mắm ruốc của Ly Cơm Ki như thế này. Và cái này mình làm, mình nấu bún bò Huế á, cực ngon luôn đó. Và món hôm nay thì có sử dụng cái mắm ruốc này. Rồi trước khi vô chủ đề chính ngày hôm nay, thì cơ duyên nào hay là thời tiết thay đổi như thế nào mà thầy lại chọn một cái bộ trang phục như thế này? Thật sự thì bây giờ Quốc muốn vận động. Quốc thì nói chung là có cái môn gì trên đời Quốc cũng đều muốn chơi hết. Có nghĩa là thấy người ta làm cái gì là mình phải làm theo cái đó thì mới chịu được. Thì có một cái kỷ niệm vui vui là Quốc thì đá banh, nhưng mà nói chung là chạy thì mệt, mập mà, nên là không thích chạy lắm, nên là xưng phong mà làm thủ môn. Đó, thì không biết là bạn Đoàn Thái Sơn có đang coi hay là không. Thì đó là lúc là đi nguyên một nhóm đi ra đá cũng cá độ với nhau đàng hoàng, thì Quốc mới xin phong Quốc làm thủ môn. Đến chừng Quốc thấy là banh nó xuống thì nói chung là nó ghê quá, rồi sình nữa, trời mưa sình nữa, Quốc thấy banh xuống mà nó chạy cũng nhanh, mà thấy trời mưa sình nó dơ không có nhảy qua bên, là banh vô trong khung thành và bị thua. Thế là mọi người đuổi Quốc ra, từ đó sao là đi là chỉ đem đi phục vụ nước uống cho mọi người thôi. Nhưng mà cũng vẫn có sắm áo đồ này kia đàng hoàng. Theo được biết đây là một trong những đội banh rất là nổi tiếng của thế giới nói chung và của Tây Ban Nha nói riêng. Thì thầy có thể nói sơ về cái đội banh này không? Đội bóng này. Nói chung cái đội bóng này thì Quốc rất là ấn tượng. Có nghĩa là cách đây 2 năm thì Quốc có đi Barcelona, đi có cái triển lãm về điện tử lớn nhất ở hàng năm ở Barcelona. Thì Quốc đi chung với Đoàn Viettel. Thì đi lúc đó là qua đó thì ai cũng muốn xem cái trận là Barca lại Real đấu với nhau. Thì mọi người mua thì mua ra, mày vô coi thì cũng ngồi ghế VIP này kia đàng hoàng, đến cũng ngồi gần sân thì ngồi ở bên sân của Barca. Nhưng mỗi lần mà bên Real mà tấn công tới là Quốc cũng nhảy lên Quốc la luôn đó. Thế là mọi người kéo Quốc xuống, nói là trời mày lai là mày chết, coi chừng chúng đánh mày chết luôn đó. Đó, nên là lúc đó Quốc mới nhớ luôn là cái đội Barca là đội nào. Chứ thật ra Quốc coi thì Quốc cũng thấy nào cũng như cái nào thôi, mình chỉ đi mình coi mình lấy không khí đó thôi đó. Và cái món thứ hai mà Quốc muốn giới thiệu đến mọi người đó là cái món này. Có một câu hỏi là lý cơ duyên nào mà thầy sử dụng Võ Quốc 69? Có rất nhiều số, tại sao thầy lại sử dụng số 69? Thật ra thì Quốc rất là thích những cái số nào mà nó độc độc, mà nó bậy bậy, nó vui vui.
Với là Quốc thì lúc nào Quốc nghĩ là cái gì nó phải vui thì Quốc mới thích thôi đó. À, hồi xưa là có một cái bộ này nhưng mà đó là số 21, rồi xong cũng có một bộ là số 35 đó. Nói chung là ai mà chơi số đề thì biết là cái số là số gì. Thầy thầy chắc là rất là biết rành các cầu thủ của đội bóng này chứ hả? Không, không biết, không biết ai là ai hết á. Ronaldo biết. Thầy biết không? À, Ronaldo biết. À, em có nhớ là mùa Euro vừa rồi thầy chỉ chờ Ronaldo đá, thầy bắt Ronaldo thôi mà đúng không? Bắt xong cắm đầu đó. À, và cái món thứ hai Quốc muốn giới thiệu đến mọi người đó là món bò kho sả. Thì cái món này Quốc tự chế ra. Và cái món này mình ăn với cơm cũng được luôn. Và mình sẽ ăn với lại hoặc là cơm cháy hoặc là cơm nấm mà mình chiên được, chú có hướng dẫn á. Mình chiên mình ăn, thay vì mình ăn với kho quẹt thì mình ăn với lại cái bò kho sả này. Rất là ngon. Mình cũng có rất nhiều anh chị bạn bè đang chào thầy trên này, thì thầy say hi với mọi người đi. À, Quốc chào tất cả mọi người, thì Quốc không có xem được cái điện thoại đó. Thì chào tất cả mọi người và hôm chào nay sao nó phải hân hoan lên chào giống như trời ơi rủ rưỡi vậy. Thôi vậy được rồi, thôi vô nấu đi. Rồi rồi bây giờ món đầu tiên Quốc sẽ chia sẻ mọi người đó là món bò sáo. Thì món bò sáo này Quốc nói á, là mình có thể mình ăn được với lại bánh ướt là ngon nhất. À, xong đó mình có thể mình ăn với bún nè, bánh phở cũng được luôn, rồi thậm chí là mình ăn với cơm nếu mình không có cái đó, nhà mình có cơm mình ăn với cơm. Mà quan trọng nhất là mình phải mua được cái phần đây. Thuận quay cận lại, đây là cái phần gân thịt đó. Thì cái này đó là nó được lóc ra từ miếng thịt, gân nó dính trên miếng thịt này, được lóc ra như này, mọi người thấy nè, đây gân đây thịt đây. Thì cái này á mình nấu thứ nhất nó sẽ nhanh hơn mà nó sẽ ngon hơn, thì nó vừa mềm, ăn nó sẽ ngon, nó hấp dẫn hơn. Thì mình mua về mình sẽ trụm nước sôi nha. Thì trong cái phần nước sôi này á, mọi người nhớ nha, sau này mình trụm tất cả cái gì thịt heo bò gà vịt cũng vậy, nếu mình trụm thì mình trong cái nước sôi của mình á, lúc nào mình cũng cho vô một ít nước mắm nè, ít rượu nè, rồi xong rồi muối đó, mình xong rồi mình trụng thì nó sẽ bán đi cái mùi hôi đặc trưng của cái thực phẩm của mình. Rồi xong sau đó mình sẽ trụng như vậy, xong mình sẽ thái ra như vậy chú Quốc nè. Đây đó, mình thái cái bảng nó lớn lớn xéo xéo như vậy, tại vì cái phần gân thịt này á, tiết diện của nó mỏng lắm, nên mình phải thái như vậy. Mình ăn ra mình thái như vậy thì thứ nhất mình nấu á nó sẽ nhanh hơn, cái thứ hai á là mình thái như vậy á thì mình dễ gấp hơn, cái bảng này nó dễ gấp hơn. Có chừng đừng đứt tay nha thầy. Trời, cần lắm đó, đứt tay là đứt tay đổi quần đầu ha. Nói gì ông em cắt luôn á. Đùa cho vui thôi ơi. Chứ thật ra em hôm nay mới là người đứt tay, đứt hai ngón luôn mới ghê chứ. Đứt hai ngón, ngón này lành rồi. Nha mọi người, cắt vậy Quốc nha, còn nếu mình ở nhà mình không quen cắt kiểu vậy á thì thôi mình cứ cắt thẳng ra đi cũng được, chứ hồi lỡ nhiều khi vô tay thì nó cũng không có hay cho lắm. Đây, và mình lựa cái phần gân thịt này, nó phải có nửa gân nửa thịt trong đó. Đây chẳng hạn như những cái miếng này nè, đây đó, nửa gân nửa thịt nó sẽ rất là ngon. Rồi Quốc đang có định lượng đây là 1 kg. Bắt đầu mình sẽ ướp vào trong này, mọi người lưu ý nha. Quốc sẽ ướp vào trong này thì Quốc sẽ sử dụng là cái phần ớt, mà ớt sừng, mình dùng ớt sừng này. Quốc sử và Quốc đang nấu cay nha. Còn nếu mọi người mà không muốn ăn cay thì mọi người sẽ bỏ cái phần ớt hiểm ra. Bây giờ cái phần ớt sừng này Quốc đang có đây nó sẽ là 50g ớt sừng. Đồ xay, đồ tép que này, cái này xay rất là tiện. Hôm nay mình có trò chơi gì không thầy? Tí nữa đi để làm nên xong cái xe rồi, với lại là cái phần ớt hiểm này nè, ớt cây nè, mình cho vào 5 quả thì nó cỡ tương đương cỡ khoảng 5g. Rồi phần tỏi này Quốc sẽ cho vào đây là 20g tỏi nha. Rồi mình sẽ xay thiệt nhuyễn nó ra. Đây mọi người thấy nè, mình xay rất là nhuyễn. Rồi mình sẽ cho hết vào đây, mình ướp.
Đây. Thầy Đỗ Quang Long. Trời ơi sao không xây sẵn. Xây sẵn không kiếm tiền được thầy ơi. Có rất nhiều anh chị vô nói bộ đồ cưng quá. Rồi. Xong sau đó mình sẽ bắt đầu mình sẽ nêm vào đây. Cái phần mắm ruốc của Ly Cơm Kia nè, mình không có mắm ruốc Ly Cơm Kia thì mình sử dụng mắm ruốc Huế cũng được nha mọi người. Dùng mắm ruốc Huế. Mắm ruốc Huế mà mình lựa cái loại mắm ruốc mịn á. Thầy ơi cho hỏi là mình mua bò tươi về thì mình cũng thái luôn hả thầy? Cái nào cái không cái này riêng, từ từ. Rồi. Bây giờ cái mắm ruốc này mình sẽ cho đây 50 g cho quốc nha. Long Vũ Tạ, hello bạn già. Hello Long Vũ. Bạn học từ nhỏ đến lớn ở quê. Candy Phạm, em chào thầy ạ. Rồi, xong rồi mình sẽ nêm vào đây. Mình ướp này, ướp này nó hơi đậm một tí xíu. Để tí mình xào lên, mình nấu á. Cái này nó hơi hơi giống giống bún bò Huế tí xíu, nhưng mà nó sẽ đậm đà hơn. Đó. Rồi, quốc sẽ nêm vào đây với cái định lượng ướp ở đây là 25 g hạt nêm nè, mọi người ghi nha. Quốc đã nấu rồi, quốc sẽ đọc cái công thức luôn. 25 g hạt nêm, 15 g đường, 10 g muối trong cái này. Món này là món bò sáo nha mọi người. Bò sáo. Hôm nay là thầy dạy một món này duy nhất. Và món này ăn được với bánh ướt nè, ăn được bánh phở nè, ăn bún nè. Rất là ngon nha. Món này thì Thuận cũng đã từng được học rồi. Hôm nay quay và được xem lại thêm một lần. Đây, 10 gram muối nha. Đây, đường mình sẽ cho đây là 20 gram đường. Và kế đến cái phần dầu hào. Phần dầu hào này mình nấu những cái món mà có nước nước á, sau này mình nấu súp cũng vậy. Mình nấu ví dụ súp cua đi, súp này đi, mình cũng cho tí xíu dầu hào vào thì cái nước mình nó sẽ ngọt, nó ngọt, nó thanh hơn, nó ngon hơn và nó có mùi thơm nữa. Thì dầu hào nó sẽ cho vào trong này. Và Quốc sẽ cho vào trong đây cái phần dầu hào là nó là 20 g dầu hào. Dầu hào đang sử dụng là dầu hào cơm chum của Ly Cơm Kia. Ly Cơm Kia có rất là nhiều loại dầu hào mà dầu hào nào xài cũng ok từ cái đó. Thì nó có dầu hào thần tài nè, dầu hào cơm chum nè, rồi dầu hào mà cô gái chèo thuyền nè. Đây, bây giờ mình sẽ trộn đều nó lên. Đây. MC thấy hết tất cả mọi người nhưng mà do là phải ngưng lại để cho thầy Quốc nói nên là mọi người thông cảm là không thể nào chào hết mọi người được. Như vậy nó sẽ. Nào, Quốc chào mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên như vậy. Mình trộn cho cái gia vị á, nó thấm vào trong này cái đã. Xong sau đó mình sẽ cho cái phần dầu điều. Cái phần dầu điều này Quốc sẽ cho vào trong này là 30ml dầu điều. Đó mình ướp nó luôn. Nêm dầu hào hay bị đắng tại sao vậy? Không, do là có thể nhiều khi mấy bạn mua dầu hào khác chứ dầu hào của Ly Cơm Kia không hề bị đắng. Nếu Quốc hay xài của Ly Cơm Kia là như vậy. Đây, chai dầu hào của Ly Cơm Kia. Dầu hào thần tài. Rồi, mình có thời gian thì mình sẽ để đó, mình ướp đó là khoảng là 30 phút xong sau đó mình bắt lên mình nấu. Thì nó sẽ ngon hơn, nó thấm nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà không có thời gian thì bây giờ, tại vì Quốc đang quay thì mọi người sẽ không thể nào chờ được. Bây giờ Quốc sẽ nấu liền luôn. Bây giờ Quốc bắt một cái nồi lên bếp nha. Chào anh Quang Dương nha, gọi tên tao đi mày. Quang Dương đè nẻn, bạn học luôn. Rồi. Cái này nha, mình sẽ cho nhiều dầu điều tí xíu. Mình bắt một cái nồi lên bếp nha, xong Quốc sẽ cho đây là 100ml dầu điều. Đó. Còn nếu ai ăn cay có thể sử dụng dầu ớt. Ly Cơm Kia cũng có dầu ớt luôn, mà lấy dầu ớt mình làm cái món này cũng rất là ngon. Có chị bếp ăn, chị lên, chị biết công thức đó mấy anh chị. Mấy anh chị muốn tham khảo công thức thì cứ contact chị bếp ăn ngay phía dưới comment. Rồi, bây giờ mình cũng sẽ cho vào mình phi tiếp cái phần này. Thứ nhất là ớt cũng là 50 g, cho 50 g ớt sừng nè, rồi 10 g ớt hiểm luôn. Nghĩa ơi, đợt trước Nghĩa có công bố danh sách 10 bạn trúng thưởng không? Có bạn một đây phần tỏi này á, tỏi này là 20 g luôn, nó giống như cái phần ướp ban đầu. Mình cũng sẽ xay nhuyễn nó ra.
luôn đi anh. Hello Trung Trần, chào em. Khỏe không Trung ơi? Nghĩa ơi, Nghĩa có đang xem không? Nghĩa xem thì Nghĩa trên tất lại những bạn đã trúng giải lần trước đó. Rồi bây giờ Quốc có đây ha, ba cây xả, ba cây xả tươi mình đập dập nó ra. Rồi, mình cắt khúc nó ra. Ba cây xả nha, xong mình cho vào. Anh Long Vũ Tạ hỏi là có về đám giỗ được không? Chưa biết rồi Vũ ơi, nếu mà hết cách ly tao sẽ về chứ. Đám giỗ năm nào má tao, tao cũng về mà. Thầy là đại diện thương hiệu Tupperware chứ không phải là... Rồi, bây giờ mình sẽ cho hết cái phần ớt, tỏi đã xay vào trong đây. Kế đến là Quốc có đây là 50g xả băm. Mọi người nhớ băm thiệt nhuyễn ra cho Quốc, để ăn cho đỡ bị sạm. Rồi mình cho vào, mình phi luôn. Nghĩa ơi, Nghĩa có danh sách gì post lên comment đây cho mọi người biết ai trúng á. Có những bạn là không biết là mình có trúng hay không á. Này Quốc nói là tại sao Quốc làm cái món này. Thật ra thì cái món này á là vào cái mùa mưa giống như vậy nè, mình ăn nó sẽ rất là tốt và nó sẽ ấm bụng mình. Và đặc biệt là cái món này mình ăn vào á, nó có rất là nhiều cái chất đề kháng. Nó tùy mình dùng xả nè, ớt nè, tỏi nè, nhiều nè. Thì không biết mọi người để ý không, là Quốc thường á là mình sử dụng những cái món nào mà nó cái gia vị mà để cho nó tăng cái sức đề kháng á, thì đợt này Quốc sử dụng hơi nhiều đó, để mọi người ở nhà nhiều khi mình chống dịch, biết đâu mình cũng có người yếu yếu thì mình dễ bị bệnh hơn, thì mình sẽ làm như vậy. Có một câu hỏi đó là mình xài ớt Đà Lạt được không vì sợ cay, thay ớt sừng á. Thật ra ớt sừng nó không cay, nếu mà mọi người ăn cay mà yếu, cái phần ớt sừng mà mình thấy cảm thấy rất là cũng cay á, thì mình sẽ bỏ hết cái hạt của nó ra thì chắc chắn nó sẽ không cay. Chứ còn cho ớt Đà Lạt vô á, thì nó lại không, mùi ớt Đà Lạt nó hăng lắm. Nó ớt Đà Lạt nó gọi là lại một dạng quả rồi. Đây cái hũ màu đen đen này là của Tupperware, cái đồ xay tỏi ớt rồi đó. Đây đồ xay tỏi ớt này của Tupperware. Xài cái Tupperware rất là thích. Mà nó nhanh nữa, chứ còn nếu mà mình bầm mà nãy giờ là biết bao giờ mới xong. Sắc quá. Mà món này cũng nghĩ là ngày mai á, mọi người có thể nấu để cho cả nhà mình thưởng thức được. Thay vì mình nấu bún bò Huế nó mất thời gian lắm nha, thì mình nấu cái món này nó sẽ nhanh hơn. Và cái vị của nó, cái mùi của nó cũng tương đồng. Chào anh Duy An Phạm nha. Chào Duy An nha. Dầu hào mình để bên ngoài nó hay bị mốc, đúng không thầy? Bỏ vô tủ lạnh thì nó sẽ... Tất cả những cái đồ mà đúng trong chai, trong hộp, khi mình khui xong rồi thì mình phải cho vào trong ngăn mát lạnh hết, thì mình để được lâu hơn. Và mọi người nhớ là đối với cái loại mà chai thì mình sẽ cho để yên nguyên vậy luôn. Nhưng những cái loại mà trong cái hộp thiết á, thì mình khui rồi thì mình giữ lại, thì mình sẽ cho vào trong cái hộp nhựa mà giờ bảo quản á. Thì Quốc hay sử dụng cái hộp của Tupperware để mình bảo quản nó, mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Chị Mùi ơi, tụi em sặc vì ớt chứ không phải là sặc vì cái kia nha chị. Đây, bây giờ nào quay cận vô Thuận ơi. Mình sẽ cho hết cái phần bò đã ướp vào. Anh xem lại đường truyền đi nha, anh cá sấu vỏ. Tại vì đường truyền bên tụi em vẫn ổn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần bò này vào, mình xào nó tiếp tục nữa để cho nó thấm vào trong cái miếng thịt bò của mình. Và sau đó mình sẽ cho nước vào, và cái định lượng Quốc cho nước cho vào nó sẽ là 3 lít nước nha.
Em sợ bị đưa đi cách ly anh ơi, em phải thanh minh với chị Mùi không chỉ cho em đi cách ly mất. Anh xem lại đường mạng của anh xem nó có vấn đề gì không nha, anh có xấu hổ tại vì đường mạng bên tụi em vẫn ổn định. Rồi, xin trả lời với tất cả các anh chị là cái này, cái hộp dây ớt bỏi này của Tupperware đây. Mọi người cứ search cái nhãn hiệu lên thì sẽ mua được, trên mạng cũng có bán à. Bò xào này là không bị dai nha bạn. Mình đã học món này và cũng đã làm rồi. Hôm nay thầy dạy livestream cho các bạn luôn. À, thật ra đây mình sử dụng là cái gân thịt nên là chắc chắn nó sẽ không dai, và mình nấu lên á nó sẽ dẻo cái gân, ăn rất là ngon. Trung Trần hấp dẫn quá anh ơi. Chúng ta còn nhớ bài không? Rồi, khi mình xào mà nó thấm nó săn cái thịt lại rồi đó thì sẽ cho đây là 3 lít nước nha. Đây, mọi người nhìn nè, rất là hấp dẫn. Rồi, Quốc cho đây là 3 lít nước. Có nghĩa là với món này, mình ăn nó sẽ ít nước, nó mặn nha. Nó mặn hơn cái nước súp mà mình hay ăn phở hay là bún bò. Thì cái này đó là giống cách ăn á, là mình sẽ múc ra một cái tô sáo xong. Thì mình sẽ lấy bánh ướt, mình nhúng vô trong cái tô sáo, mình gấp lên mình ăn. Mình cho vào miệng mình, cho vào mồm gì, cho vào mồm gì. Mình cho vào miệng mình ăn. Đó, rồi. Hoặc là mà sợi bánh phở đó kia, ví dụ mình có gì mình cho cái đó. À, bún mình có bún mình gấp vô, và ăn rau sống mình cũng lấy rau sống mình à, rau ghém á mình à, gấp mình chấm vô mình ăn. Nó giống như là một cái bò nó có bát nước, rồi xong cho nó mình cầm lên tay như vậy và mình sẽ lấy đồ ở dưới mình chấm lên ăn. Và thậm chí mình cũng có thể mình bẻ bánh tráng à, bánh đa mình bẻ cho vô mình ăn luôn cũng rất là ngon. Anh Dương Hồng Phúc ơi, thật ra là mình xào đều tay thì nó sẽ không bị cháy đâu anh Phúc. Với là mình canh lửa, mình đừng có lỡ để lửa quá lớn. Rồi trong vô. Thời gian đợi cái món này nó chín thì Quốc sẽ hướng dẫn mọi người món bò kho sả. Và món này thì mình làm nó rất là nhanh, và mình sử dụng là bò phi lê luôn. Bò phi lê mình thái mỏng ra, mình kho nó sẽ mềm luôn chứ nó không bị dai như mọi người nghĩ. Đó, tại vì trong cái này mình có phần sả nè, mình có thêm gừng nữa. Rồi mình có ớt trong đó luôn. Tùy nha, mọi người không ăn cay thì mọi người bỏ ớt hiểm ra, cứ giữ cái ớt sừng Trung Quốc thôi. Còn nếu ai mà không ăn cay được nữa thì mình sẽ bỏ cái hạt của ớt sừng ra, thì cái hạt nó sẽ cay mà cay nhẹ. Còn nếu ai mà không thích ăn cay nữa thì thôi đừng làm cái món này đó, mình sẽ làm món khác đó. Nó sẽ tùy, những cái món này thì nó mang hơi hướng là ở miền Trung nhiều hơn, thì ở miền Trung á thì ăn cay sẽ nhiều hơn đó. Rồi bây giờ Quốc sẽ làm cái món bò kho sả để cho mọi người xem, và món này làm rất là nhanh. Mình xào khi mình đã chuẩn bị hết nguyên vật liệu rồi thì mình nấu khoảng chừng 5 phút thôi là xong. Rồi trong lúc chờ thầy đang chuẩn bị nguyên liệu thì em nói sơ sơ về cái phần mà anh Dương Hồng Phúc hỏi em mách mẹo nhỏ cho anh thôi nha. Anh lấy trước khi chiên á, anh lấy miếng gừng anh chà đều quanh cái chảo hay cái nồi anh chiên, thì anh chiên nó sẽ không có bị dính cái chảo. Cái thứ hai nữa là anh thôi Thuận lên đây đứng thôi, Thuận ơi, một ít bột mì lên đó. Thuận lên đây đứng, Thuận lên đây đứng đi. Anh chọn một ít bột mì Thuận lên đây đứng thôi. Lên đây không màu hình rồi bây giờ mình sẽ có cái game, cái mini game nho nhỏ. Thì với cái mini game này thì ai mà trả lời đúng á, thì 10 người trả lời đúng á thì sẽ được ly cơm chi tặng. Đó là một cái bộ sản phẩm đây, gồm có nước tương vị Việt Nam của Ly Kim Chi. Quay cận vô.
coi chừng mình quên. Thuận em quay cận vào giúp anh, giúp thầy. Mất đi cái sự thấm thiện đó. Rồi có chai nước tương vị Việt Nam ha, rồi một chai dầu hào thần tài, với đặc biệt là cái mắm ruốc của Ly Công Kỳ. Quốc nghĩ đây là một cái loại gia vị mà ở Việt Nam mình ít người biết, và cái loại mắm ruốc này á thì khi mình nấu á nó rất là an toàn. À, Quốc nấu bún bò Huế mà Quốc bán hay bán cho mọi người á, Quốc sử dụng mắm ruốc này. Có nghĩa là mình nấu ra nó không bị cặn, không bị gì hết á, nó an toàn hơn là cái mắm ruốc mà Huế mình hay xài lúc nào cỡ nào cỡ thì nó vẫn có cái phần bị cặn ở đó. Đó. Và cái tất cả sản phẩm này mình có thể mình mua ở siêu thị hoặc là lại chỗ VinFast. Cái cửa hàng VinFast là chuyên bán cho nhà hàng hoa đó, và những cái nhà hàng lớn ở thành phố, thậm chí là những nhà hàng hoa mà ở các tỉnh cũng phải, thậm chí Hà Nội luôn cũng phải mua ở chỗ VinFast này. Là địa chỉ nó là 109 Bùi Hữu Nghĩa, quận 5, mọi người nhớ nha. Nó cũng không ăn tiền còi ở đây hết á, nhưng mà Quốc biết là cái chỗ nào mua để cho mọi người dễ. Từ thật ra Quốc muốn hướng dẫn xong thì mọi người có thể làm lại được tại nhà, dễ mua được nguyên vật liệu. Chứ còn hướng dẫn những cái mà những cái gia vị nó khó, những cái món nó khó mà mọi người mua không được thì cũng như không, thì mình mất thời gian mình xem thôi đó. Và cái mini game Quốc đưa ra là cái mắm ruốc Ly Công Kỳ này, thì ngoài nấu những món như Quốc đang nấu này, thật ra cái vị y chang kiểu Việt Nam mình nha. Thì ở bên Singapore có một cái loại một cái món ăn làm từ cái mắm ruốc này mà rất nổi tiếng ở bên Sinh, ở Mã Lai đó. Thì làm cái này thì ai mà trả lời đúng thì 10 người trả lời đúng đầu tiên thì sẽ được nhận cái phần quà của Ly Công Kỳ, và bên Ly Công Kỳ họ sẽ gửi lại tận nhà cho mình đó. Và có thể nhiều khi hết cái đợt giãn cách này mới gửi được nhau cả nhà. Bên Quốc sẽ lưu lại hết cái đó. Nghĩa ơi, Nghĩa xem những bạn trả lời đúng thì Nghĩa nói lại như Nghĩa. Rồi, mọi người nhớ không? Có nghĩa là cái mắm ruốc Ly Công Kỳ này ở bên Sinh á, họ sử dụng cái mắm ruốc này để họ làm ra một cái món ăn mà hầu như Quốc nghĩ là ai đi du lịch á cũng có thể ăn cái món này rồi. Đó. Đó, mà làm từ cái mắm ruốc này. Bao nhiêu người sẽ trúng giải? 10 người, sẽ có 10 người trúng giải. MC có được trúng không? MC tí cho quyền thùng. Ly Công Kỳ mới tặng kìa. Các bạn có thể trả lời trực tiếp trên cái livestream này. Rồi sau đó có bạn Kito Masayoshi sẽ note lại những bạn trúng thưởng và liên lạc trực tiếp với các bạn và gửi phần quà đến. Có thể là sau giãn cách sẽ phần quà sẽ đến được, vì lý do là hiện giờ không thể nào ship những cái phần quà như vậy, nó hơi khó. Thuận quay luôn, quay mấy cái cành lan, cái dây lan của mình đi, lan nghìn tỷ của mình đi. Okay. Thật ra thì có nhiều bạn coi livestream Quốc xong, inbox cho Quốc hỏi là cái cách để trồng dây khoai lang này như thế nào, mà rất là nhiều nha, chắc bè bè cũng có 200-300 người hỏi, mà để dù Quốc trả lời từng người á thì Quốc rất là đuối đó. Thì cách trồng nó rất là đơn giản thôi, không hề khó tí xíu nào hết. Có nghĩa là mình sẽ cho một cái củ khoai lang, mà lượng khoai lang càng bự càng tốt nha. Và nhớ khoai lang á đừng có mình lựa khoai lang mới á thì nó sẽ lên nhanh hơn, còn khoai lang mà cũ mà khô á thì nó sẽ lên chậm hơn. Và sau mình chỉ việc mình sẽ cho vào trong nước như vậy, mình để cùng chiều hay là lộn chiều gì á nó cũng lên được. Nhưng mà đặc biệt á thì Quốc trồng ở trong cái bếp này Quốc nè, Quốc trồng á thì lúc nào cũng có máy lạnh, nên là nó dễ lên hơn. Thì nên mình trồng cái này mình nên để ở phòng lạnh á thì nó sẽ lên, nó lên hơn. Thì cái đã lên rồi thì mang ra chỗ nào cũng được hết, và đừng đi phơi nắng thôi. Và nước thì chỉ lấy nước lọc cho vào thôi, không cần phải là cho cái nước gì mà dữ dằn đâu đó. Rồi đây là cấm nè, mà nó bị là có nghĩa là đúng ra là cái phần này là phần đầu, và cấm bị lộn đuôi xuống đó, nó vẫn lên được luôn đó. Rồi đây là cái làm xong là mình cái trồng xong mình cứ để nó để trong phòng lạnh á, rồi xong mà nó lên rồi mình muốn để đâu mình trứng đâu cũng được hết. Nó rất là đơn giản thôi, không có gì khó hết đó. Rồi bây giờ Quốc sẽ bắt tay làm món thứ hai, đó là món bò kho sả. Rồi món này Quốc tự chế nha. Rồi mình Quốc sẽ cho vào đây là 20 ml cái này là gì, dầu điều. Mình lấy dầu ớt cũng được nha, đó cũng rất là ngon. Đây Quốc thiếu sẽ cho thêm tí xíu dầu ăn bình thường vô luôn nha.
Rồi sả cây. Mình sẽ có đây là hai cái cây sả, mình sẽ thái xéo. Và mình cho hết trong chảo luôn. Đây phần ớt sừng, sử dụng là một quả ớt sừng. Mình sẽ cắt mình cho vào luôn. Rồi gừng, gừng thì quốc xào quốc hay để nguyên vỏ, cái phần vỏ nó mới thơm đó. Rồi gừng mình sẽ cho vào đây để khoảng 5 lát gừng như thế này, xong mình thái sợi mình cho vào luôn. Từ từ bắt bếp lên nha, mình cứ thái hết những cái này mình cho vào đó. Rồi sau cùng là phần tỏi, tỏi cho cỡ đây khoảng 10 gram, tỏi cũng cho vào trong cái máy máy xay tỏi của Tupperware. Cái này rất là hay nè, mình xay một tép tỏi hoặc là một quả ớt nó vẫn nhuyễn ra luôn đó, nên là Quốc thích xay nó là vậy. Thôi câu hỏi cũ, đó là bộ nồi của thầy thì mua ở đâu ạ? Có nhiều người muốn mua. Cái bộ nồi này Quốc cũng mua là của Tupperware luôn, đó là bộ nồi của Tupperware luôn á. Hôm nào thầy chỉ món bún bò Huế đi ạ. Bún bò Huế thì sẽ bị mất thời gian, nó cũng phải mất đến tiếng mới xong, nên là Quốc mới nghĩ Quốc sẽ hướng dẫn cho mọi người cái món này nè, món bò sáo nè, thì ăn cái vị nó cũng giống như bún bò Huế. Nếu mình thích ăn bún mà mình ăn dạng như ăn nước, mà ăn nước nhiều á thì mình sẽ nêm nó lạc hơn, mình giảm cái định lượng muối lại. Vậy thầy có thể chỉ món phở được không ạ? Món phở cũng vậy luôn, cái món phở nó lại rất là lâu, nhưng mà Quốc sẽ chỉ món phở trộn cho phở trộn thì nó sẽ nhanh hơn. Vậy thầy ơi, thầy chỉ tụi em món bún riêu đi. Bún riêu được, để chắc qua tuần có sẽ hướng dẫn mọi người nấu bún riêu nha. Nhưng thôi em đổi ý rồi, bây giờ em muốn ăn bún ốc. Người ta comment như vậy đó thầy. Ủa thiệt á hả? Ừ. Ai vậy, tên gì vậy? Trần Văn Suốt. Anh Suốt ơi, tí bún nhậu không? Rồi bây giờ bắt lên bếp nha, mình sẽ phi nó, mình phi cho nó thơm lên. Xong rồi sau đó mình sẽ cho hết cái phần bò này vào. Và lưu ý là bò này không ướp gì hết, mọi người nhớ nha, mình không ướp gì hết. Tự mình ướp nó sẽ bị dai á. Còn mình cho vào thẳng đây, mình xào luôn thì nó sẽ không bị dai. Đó. Và cái món này là mình ăn với lại cơm nóng nè, cơm nguội nè và cơm cháy nè. Giống như nó thay như là cái món kho quẹt á, ăn rất là ngon. Mấy xay tỏi bạn có thể kéo comment ở phía trên chút xíu đó, là có bạn Kiko đó, bạn viết cái địa chỉ ra, bạn có thể liên lạc ở đó mua cái máy xay tỏi đó. Phạm Việt Anh xay 2 thầy. Nam có thiết đâu Việt Anh ơi. Đòi kêu chị miếng lương. Anh xuống thuận hài anh nha. Tại lúc đó em nhìn vô màn hình không thấy ai á, chỉ thấy tên anh nên em nói tên anh luôn. Anh xuống rồi, mình phi cho cái phần này nó vàng lên đó, mình làm sao là cái phần tỏi nó vàng lên là được rồi đó. Xong đó mình sẽ cho cái bò vào thì sao. Rồi bây giờ Quốc đang có bò đây nè, đang có đây là 200g bò phi lê, mình thái mình cho vào. Còn mọi người cũng có thể mình mua cái bắp bò á, làm cái món này cũng được. Hương Giang xây 2 Võ Quốc, ước gì được làm hàng xóm để qua ăn ké. Ai? Hương Giang. Giang ở đâu anh, dọn kế bên Giang ơi. Trần Ngô ướp bia đi thầy ơi. Trời, nhà thầy là có nguyên cái tủ bia không nhớ hả Trần? Thầy chỉ món chả cua đi. Linh Văn.
Rồi mọi người quay cận lại Thuận ăn. Thầy cứ kêu tên em là mọi người biết tên em hết bây giờ. Em nổi tiếng quá mà Thuận. Đây bây giờ mình xào nó nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho vào đây mình xào khi bò mà nó chín á. Thì mình sẽ cho vào đây là phần nước á, cũng sẽ cho vào đây là 150ml nước. Trời ơi. Mình cho vào 200 nha cả nhà, uống sorry, cho vào 200. Cần ngô kêu lại nhiều lần kêu lại nhiều lần anh Thuận chuột rút mất. Đây cái đến là cái phần mắm ruốc nha, mắm ruốc này mình sẽ cho vào đây là 10g mắm ruốc. Bao nhiêu phút đây Thuận? Thầy ơi hiện giờ em đứng xa cái điện thoại em lắm, không nhìn được thầy ơi. Cái nó không hiện lên à? Không thầy ơi. Như ừ, thầy hát hơi hoài à. Chút xíu thầy ăn một mình luôn ha. Bị thiếu ánh sáng hả anh? Cảm giác nó hơi thiếu thiếu đúng không? Sì. Chắc có cái anh bán đèn như thầy này, nói cảm giác đèn nó vẫn hơi thiếu thiếu. Ý là vô đồ ăn nó chưa có căng lên á. Rồi bây giờ bước sẽ nêm vào đây nha. Hạt nêm sẽ cho đây là 10g hạt nêm. Bạn Hoa Nắng ơi, mini game là có khúc trên đó, bạn lướt lại xem đi, trả lời câu hỏi nhanh thì bạn sẽ nhận được phần quà. Đường nha, mình sẽ cho vào đây là 15g đường. Dầu hào mình sẽ cho vào là 10g. Mọi người nhớ nha. Hồng Ngọc ơi, ghi lại giùm anh công thức đi Hồng Ngọc. Cảm ơn Hồng Ngọc rất nhiều. Đây, và cuối cùng là một cái loại tương ớt, mà tương ớt này á đợt số vừa rồi, hôm thứ năm vừa rồi Quốc có hướng dẫn mọi người làm rồi, đó cái tương ớt mà mình tự làm á. Không biết mọi người nhớ hay là không, thì cái phần tương ớt này mình sẽ cho vào, thì mình sẽ cho vào nó là 30g tương ớt. Nếu mà không có cái tương ớt này nha, không có tương ớt mình tự làm, thì mình sẽ lấy cái tương ớt mà của Cholimex á cũng được. Đây. Đây. Còn như mình có tương ớt, ai mà đã làm cái món này rồi á, có tương ớt này á, thì mình sử dụng tương ớt này nó sẽ ngon hơn. Chị Mỹ Uyên thơm quá. Nguyễn Thank Hoàng you Mỹ Uyên. Ngon quá anh ơi. Trần Bấn Suốt vẫn đang xem. Đây bây giờ mình sẽ kho cho cái phần này, cái nước mình nó hơi sệt lại là được rồi. Đó thì lúc đó mình sẽ lấy ra mình ăn với cơm. Và cái món này ăn với lại cơm cháy rất là ngon. Thầy có vấn đề gì hô hấp không thầy? Trời ơi. Sặc thấy bà luôn á, hô hấp gì? Toàn là ớt xả không mà. Rồi bây giờ cái phần bò sáo này của mình nè, là mình nấu mình cứ thử nó nha, mình cái thử nó. Sam Sam Long Thường Nguyễn đó. Em bay vào ăn với, chào anh.
Sài Gòn chào đón anh. Rồi bây giờ cái phần này nó ra được rồi. Với cái gân thịt này thì mình nấu là nó cỡ khoảng 30 phút thôi thì nó đã mềm rồi. Ai muốn ăn mềm nữa thì mình hầm thêm cỡ khoảng 5 đến 7 phút nữa thôi là được rồi. Từ cái gân này mà mình có nãy mình quốc giác mà giác ra cái miếng mỏng á đó, để mình nấu nó rất là nhanh. Tại bây giờ nha, với những ai mà nếu mà ăn bún mà ăn kiểu như là bún bò Huế á thì để như vậy luôn, không đem nữa. Còn nếu những ai mà muốn là ăn theo đúng cái kiểu mà món sáo là nó ít nước thôi, là với cái định lượng này thì mọi người sẽ ăn được, gia đình mình sẽ ăn được 10 người đó, thì nên muốn để là 3 lít nước thì trung bình mỗi người là 300 ml. Mình nấu nãy giờ thì cho nó cạn xuống đi thì mỗi người còn khoảng 250 ml đó. Sặc ớt bạn ơi, nấu cái món này ớt nó xông lên nó sặc là chuyện bình thường. Thầy ho rồi, ông quay phim cũng ho luôn thầy. Rồi bây giờ nếu ai muốn ăn mà ăn kiểu sáo nha thì mình sẽ nêm vào đây, sẽ nêm tiếp vào đây là món này không dai nha bạn. Món này không dai. Chị Năm đẹp nè, có một comment với thầy. Chào chị Năm. Thầy mập dữ vậy thầy. Có đâu. Nói chứ em ở nhà bữa giờ em tăng cũng chắc cũng phải 5 cân rồi đó, chắc chuẩn bị đi tóc lại là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nha. Nêm là nếu mình ăn mà ăn nhạt á, ăn dạng ăn với bún, với bún bò á thì như vậy đã được rồi, không còn phải nêm nữa. Còn ai mà thích ăn ngọt thì có thể cho đây thêm khoảng 10 gram đường. Đó. Còn nếu ăn mà ăn sáo đó cho nó mặn và mình chấm bánh ướt rồi chấm mình lấy gấp bún rồi kia mình chấm vô mình ăn á thì mình sẽ nêm tiếp vào đây. Đó, thì Quốc sẽ nêm thêm vào đây là cái phần hạt nêm á là thêm 10 gram hạt nêm. Rồi phần nước mắm á, Quốc đang sử dụng đây là nước mắm công nghiệp. Thì cái phần nước mắm á mình sẽ cho vào đây là 15 ml nước mắm. Đây và để dằn lại Quốc sẽ cho thêm vào đây nữa là phần đường 10 gram đường. Hoặc mọi người cũng có thể cho 15-20 gram đường vào đây được luôn. Rồi như vậy là hai món của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ bày ra, Quốc sẽ hướng dẫn mọi người cách ăn. Đó. Bạn Linh Quang ơi, bạn có thể chút nữa sau khi hết livestream bạn có thể coi ngược lại đó, ngày hôm nay mình làm món bò sáo của người miền Trung với lại món bò xào của Võ Quốc. Rồi bây giờ Quốc sẽ múc cái bò kho sả. Bò kho sả ra trước nha. Món này ăn với cơm rất ngon. Quay phim đang đói. Đầu bếp đói luôn đó. Từ sáng giờ nấu không à. Cái gì? Chưa được ăn. Cái gì? Trời ơi, sáng giờ đầu bếp nấu á. Ngày hôm nay là hai thầy trò nấu cho các bác sĩ tuyến đầu tổng cộng là 460 phần ăn. Wow. Đây mình cũng nêm thêm đây ít một ít rau thơm như này. Hiện tại nhà Quốc thì đang có bánh phở nên là Quốc ăn cái món sáo này với lại bánh phở. Rồi mình sẽ múc ra tô, quay cận đi Thuận ha. Dạ thầy ơi, đây là mọi người thấy nè, là với cái phần bò mà gân thịt này nè, mua cái phần gân thịt này nè, mình nấu cái món này rất là ngon đó, mà cái phần gân thịt này cũng rẻ nữa, không có mắc đó. Em thấy ở trong cái tô của mình á là nó có cả cái sợi xả đó thì đúng, thay vì mình làm nó nhỏ xả hơn hoặc là mình không bó xả lại thì nó không ra được, nó không có ra đặc trưng cái món này sao nó này? Không có ra được à. Là cho ít hành lên trên có bạn cần phụ nữa đó chị bếp ăn, mình cần với lại khoảng vài ba người nữa. Rồi như vậy là món của chúng ta đã hoàn thành.
quay phim cho xin cái dáng. Rồi sao? Giới ra. Dạ. Chén nhỏ đúng không? Để ngoài chén nhỏ để ăn thử thôi, để chỉ mọi người canh. Và cái món này ăn là như vậy. À, đúng ra thì mình sẽ cho, mình có thể mình bày ra như vậy. Mình sẽ gấp bánh ướt. Hoặc là mình sẽ gấp cái bánh phở như thế này. Đây. Mình gấp. Để trên cái bát mình vừa ăn. Xong mình sẽ nhúng vào trong cái bát sáo này. Đó. Đây, mình sẽ cho miệng mình ăn. Đau lòng thằng quay phim. Xong rồi gấp một miếng thịt nữa cho vào mồm, cho vào miệng. Buổi live stream của thầy như xong rồi thầy. Chưa. Xong tôi, rồi. Chỉ cách ăn nữa. Không, giờ tới phần ăn rồi thầy. Chỉ cách ăn nữa. Hoặc là chúng ta sẽ dọn ra. Mình dùng cái bát nó bé hơn. Đó. Mình sẽ dùng nguyên cái bát này mình ăn luôn. Đây mình cứ gấp cái bánh phở ha, hoặc gấp cái bún nè, hoặc là bánh ướt mình nhúng vào trong bát sáo như thế này. Mình sẽ lùa vào mồm, lùa vào miệng. Sao rồi thầy, mùi vị sao trời? Nóng quá. Thật ra món này á, Quốc nghĩ là những ai mà có sẵn bò ở nhà mà nó không phải là bò thịt gân giống như vậy, mình cũng có thể mình dùng bắp bò hoặc là nạm để mình nấu ra cái món này cũng được luôn. Nhưng mà nó không có nhanh bằng này, mình sẽ hầm thời gian nó lâu hơn. Và món này á thì nếu ai mà thích ăn bún bò Huế thì đây là một cái dạng, một cái phiên bản giống như là nó hơi tương tự, nó có mùi vị nó giống giống như vậy. Thì Quốc nghĩ là ngày mai cuối tuần nè. À, mọi người có thể ở nhà và làm như này, và những cái gia vị mọi người cũng thấy á, nó rất là đơn giản thôi. Mọi người có thể mua được ở siêu thị, mua được nói chung là mình có thể là mình thiếu một vài thứ cũng được, chẳng hạn như xả mình không có nhiều mà cho ít hơn tí xíu nữa cũng được, không vấn đề gì hết. Nhưng mà làm thì làm, mình phải có được cái phần mắm ruốc. Cái phần mắm ruốc Huế thì nó rất là quan trọng. Yeah. Đó, nó sẽ cho vào đó thì nó mới dậy lên được cái mùi bò xáo như thế này. Rồi, như vậy là trong cỡ khoảng chừng 40 phút thôi thì Quốc cũng đã thực hiện xong hai món, đó là món bò sáo với lại món bò kho sả. Thì hai món này thì rất là thiết thực trong gia đình của chúng ta, và mọi người có thể áp dụng hai món này để mình thay đổi cái thực đơn, rồi thay đổi khẩu vị cho gia đình mình. Đó. Rồi, thầy ơi, trước khi kết thúc thầy có thể cho kết quả của cái mini game ngày hôm nay. À, kết quả của mini game ngày hôm nay thì ở bên Sinh á, với lại bên Mã Lai thì có một cái món là cánh gà chiên với lại mắm ruốc rất là ngon. Thì không biết là có. Không biết là có ai trả lời đúng hay là không? Có hình như cũng có đó. Cánh gà chiên mắm ruốc rất ngon. Rồi, nếu như đó. Mà vẫn chưa đủ 10 người thì các bạn có thể nhanh tay. Thôi cái gì vậy? Rồi bây giờ thì Quốc trả lời thời gian cho mọi người, và cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream của Quốc. Thì tuần sau cũng là 3, 5, 7 thì đến chừng khi nào hết giãn cách thôi thì Quốc mới hết livestream. Thì Quốc cũng muốn là thật ra ở nhà thì mọi người cũng đi tới đi lui thì cũng chán, thì cùng nhau nấu ăn thì nó cũng sẽ vui và nó cũng tạo cái không khí gia đình hơn. Và chúc mọi người có một buổi cuối tuần vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.